Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước, sự thật bất ngờ đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bề trên ban lộc, tiền vàng kéo đến, giàu sang lên tới đỉnh cao. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, lại nói nếu ta đã làm việc, đã chăm chỉ, đã nỗ lực để nhiệt thành, để nhiệt huyết cống hiến và không ngừng cầu tiến dương lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu Tân Hợi đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi nỗ lực chuyên cần, thì tức Tân Hợi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận sầu bi. Nếu cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm lụa là nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, cuộc sống là hung cát đan xen, nay đỏ mai đen, khó ai đoán định. Có người hôm nay vẫn ở nhà lầu xe sang, có kẻ hầu người hạ, tiền vàng ngập két, cậu ấm, cô chiêu, trăm anh thế việc. Nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành công nợ tán gia bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời. Nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu lên bất ngờ, trúng số độc đắc cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Tân Hợi biết được điều này, thì cũng đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phát tài đổi đời giàu sang. Và đặc biệt người tuổi Tân Hợi sinh 1971 còn được thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Tân Hợi thân mến, một trong những dấu hiệu của việc cuộc sống Tân Hợi sắp đi lên, đấy là việc Tân Hợi sẽ rơi dụng đi những thành phần rác rưởi không còn xứng đáng đồng hành. Nên nếu Tân Hợi bị người đời tổn thương hay người tin yêu phản bội, hãy cứ hoan hỷ vì nó đã xảy ra để Tân Hợi có được sự sàng lọc lại cuộc đời. Suy cho cùng, Tân Hợi hướng đến một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc tụ thành danh tại, một cuộc đời chọn đủ những mơ mộng, những dự định của bản thân. Một bức tranh nhiều ánh sáng như thế sẽ không có chỗ cho những sự u ám do vẫn tồn tại được, nên hãy chấp nhận những mất mát mà mệnh số đã mang tới. Mặc kệ đời không cần giận, vì cái tiếp theo của Tân Hợi ở hiện tại sẽ đổi lại cho Tân Hợi vô vàn phước báo ở tương lai, cũng những thuận lợi may mắn vô hình do mệnh đời đưa đẩy. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thuộc mẫu người chất phát ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến,
do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng, họ khoan dung độ lượng luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn. Dù cho đó sai lầm của bạn thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt và lợi dụng. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971 thực chất đã có khí chất tôn quý sang chảnh, nên tính cách thanh cao khác hẳn với những người thông thường khác tiếp xúc với họ. Dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng và quý phái. Vì tuổi Tân Hợi ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân nên chắc như đinh. Họ cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Giống như những mệnh kim khác, họ sống nội tâm, đôi lúc khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy, hành vi của tuổi Tân Hợi thường độc lạ, mang một phong thái riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành vi quân tử của họ trong việc làm và đời sống. Tuổi Tân Hợi có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực tối cao thì mới có chỗ đắc dụng. Cho nên vì thế, tuổi Tân Hợi giàu trí tiến thủ, muốn được góp sức và lập sự nghiệp, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn và tiêu dao. Người tuổi Tân Hợi rất tinh xảo, có năng lực cảm thụ và năng lượng thẩm mỹ nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ thích cầu kỳ, chau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nhược điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cả tin, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Tân Hợi sinh 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Hòa đồng thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành, đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra, về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công cả đời, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có trí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không công nghệ, hình thức người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại lao động không biết mệt mỏi. Cùng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập,
có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết đối mặt với gian nan thử thách. Họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, cũng như tài chính. Thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết, cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên được hưởng nhiều phú quý. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phú quý, là người sống lương thiện nhân hậu. Bởi vậy, nam mệnh tuổi Tân Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ ra tay giúp đỡ. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, có thể thấy Tân Hợi phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca thức khuya. Tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, cứ siêng năng và cố gắng hết mình, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào thời điểm này. Những công việc Tân Hợi phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Người tuổi Tân Hợi bước vào trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch khá tốt. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội này. Nhiều cát tinh che chở, người tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Thiên đức hợp quý nhân, dù nam hay nữ thì đều sẽ gặp chuyện tốt. Tính tình lương thiện tốt bụng, nên gặp khó khăn đều sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Hung tinh thiên cẩu chủ dượng tương hình tổn thương gây nhiều họa hạn, người tuổi Tân Hợi không nên mất cảnh giác. Tướng tinh các thần cũng đem tới niềm may mắn về sự nghiệp và công việc. Chủ gặp hung quá cát, tượng trưng cho phúc khí và quyền lực, chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tân Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi, cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng. Nhìn chung, tổng quan tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, thầy tử vi nhận định đây là thời điểm mà thực sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ và tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Tuy nhiên, trong thời điểm này mọi người được thỏa thích vui chơi thì Tân Hợi lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút. Vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động, nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn. Nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh 1971,
trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho thấy thiên vũ các tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ Tân Hợi chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Đây là một tháng mà thực sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là Tân Hợi tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng, chỉ cần là Tân Hợi quan tâm đến chúng. Hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi Tân Hợi có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có gặt hái được thành công hay không cũng phụ thuộc phần lớn vào tinh thần làm việc của bạn. Trên thực tế thì các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều khá bình ổn, bạn không bị kẻ tiểu nhân cố tình cản trở. Thiên cầu hung tinh khuyên tuổi Tân Hợi cần chú ý hơn trong cách hành xử, chớ khoe mẽ phô trương mà trở thành kẻ múa rìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười, ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Muốn gặt hái được thành công, Nguyệt Mã khuyên bạn nên nhiệt tình hơn với nhiệm vụ. Đừng ngại đi xa công tác hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ. Những chuyến đi này sẽ giúp bạn tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm hữu ích cho tương lai. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch dự báo đến người tuổi Tân Hợi là sẽ có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều nhờ các tinh Tam Hợi mang tới. Tam hội các tinh xuất hiện trong tử vi thời điểm này của tuổi Tân Hợi mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, bản mệnh xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan vui vẻ mà Tân Hợi dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp Tân Hợi dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, Tân Hợi có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, Tam Hội còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tân Hợi sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, Tân Hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, thời điểm này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy thiên cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm, như là giá chứng khoán giảm, thị trường đang lao dốc, hoặc có thể là một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, hay một rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến Tân Hợi lúc này. Bản mệnh cần tỉnh táo, tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để trực diện, nếu không Tân Hợi sẽ còn đau đầu dài hơn. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa, do đó cần thẳng thắn và rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế Tân Hợi cảm thấy đau đầu. Liên quan đến việc chi tiêu đầu tư sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi Tân Hợi tìm thấy mình có thêm được sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong những ngày đầu. Hãy chọn những nhiệm vụ mà Tân Hợi yêu thích, phần còn lại thì để sau. Tân Hợi có biết mình là con giáp giỏi đầu tư, tương lai nhất định phú quý hơn người. Nhưng khi có lục bạch bay về phương chính bắc, báo hiệu vận may phát tài sẽ đến với Tân Hợi. Với tài trí và sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn Tân Hợi sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm con này đâu. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tuổi Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Tân Hợi có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường.
đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong thời điểm này, Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần Tân Hợi luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía Tân Hợi. Tài lộc cũng đã có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn và hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn. Trước Tam Hội, báo hiệu thời điểm này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi, bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy, thời điểm này con giáp này sẽ tốn khá nhiều tiền bạc vào các hoạt động vui chơi giải trí hoặc trưng diện cho bản thân. Hãy chi tiêu khoản tiền đúng với mức thu nhập của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường đến mức đẩy bản thân vào cảnh cháy túi hoặc phải vay mượn người khác. Nếu muốn kiếm tiền vào trong túi, bạn có thể thử sức với những công việc tay trái, với điều kiện tuổi Tân Hợi sắp xếp được thời gian của mình khoa học. Người làm ăn đừng ngại bôn ba vất vả để mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc đối tượng khách hàng của mình. Công sức bạn bỏ ra vào thời điểm này sẽ được trả công xứng đáng trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch này ổn định, bạn luôn lạc quan vui vẻ, nên dù có bệnh tật cũng bị đẩy lùi. Ngoài ra, khoảng thời gian này bản mệnh cũng đã quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và giữ gìn dáng dốc bằng cách ăn uống điều độ, sinh hoạt có giờ giấc, sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Nhờ thế mà bạn lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Thông qua quá trình rèn luyện sức khỏe, bạn cũng mở rộng thêm được mối quan hệ của mình, quen biết với bạn bè mới có ích cho sau này. Để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, con giáp tuổi Tân Hợi có thể tìm nhiều hoạt động hơn để tham gia. Và đừng quên rằng các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời điểm này. Thay vì chạy trong phòng gym, Tân Hợi nên chạy ở công viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tân Hợi nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ, nên biết cách gạt bỏ bớt lo toan trước khi lên giường đi ngủ. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi. Như thế Tân Hợi mới có thể có được sức khỏe tốt. Giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày, giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian giao mùa. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ, của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Thời điểm 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, phương diện tình duyên của tuổi Tân Hợi có những bước phát triển rực rỡ, bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, nên hạnh phúc cũng sẽ tự tìm đến với bạn. Người độc thân biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, lại tự tin hơn trong giao tiếp, nên đi đến đâu bạn cũng có thể trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nhiều người sẽ chủ động làm quen với bạn, nhưng hãy bình tĩnh để tìm ra người chân thành với mình nhé. Một số người cũng đã bước qua được những tổn thương trong quá khứ và mở cửa trái tim để chờ đợi tình yêu mới. Nếu được ai đó giới thiệu cho đối tượng, bạn hãy thử cho chuyện và tiếp xúc xem sao, biết đâu bạn sẽ nhận thấy đối phương cũng phù hợp với mình. Với người đã có gia đình, bạn dành nhiều thời gian ở bên người thân, cùng nửa kia san sẻ các công việc nhà và trò chuyện cùng với cha mẹ. Con cái, mối quan hệ giữa các thành viên có dấu hiệu gắn kết hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Những mâu thuẫn, tranh cãi cũng có dấu hiệu giảm bớt hẳn. Bạn và người ấy biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách bình yên. Thậm chí thử thách xuất hiện cũng giúp hai người thêm hiểu và trân trọng nhau. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuổi Tân Hợi được khuyên là phải năng nổ và di chuyển nhiều hơn trong thời điểm này, bởi sự xuất hiện của dịch mã sẽ tốt cho những người có tính cách năng động và chăm chỉ. Với tâm trạng vui vẻ, con giáp này sẽ vượt qua mọi chặng đường và tiến về phía trước một cách suôn sẻ. Trong những ngày này có lợi cho những người đang đi làm ăn xa, phải đi công tác nhiều hoặc làm công việc phải di chuyển nhiều, càng cố gắng càng nhanh đi lên và được lộc của ơn trên ban cho.
đường tài vận của Tân Hợi trong thời điểm này lên cao nhất trong ngày thứ ba và ngày cuối cùng. Đây là hai ngày tốt cho mọi sự liên quan đến tiền bạc nhờ các tinh nâng nở. Ngoài thu nhập từ tiền lương, bạn còn có thêm tiền tiêu vặt nhờ kinh doanh buôn bán. Bản mệnh nên thử sức với những mặt hàng mới. Về chuyện tình cảm, người đang yêu thỉnh thoảng tạo ra những bất ngờ lãng mạn cho người yêu. Điều này có thể khiến đối phương cảm động rất nhiều. Đừng hỏi chuyện riêng tư của người khác và cũng đừng tùy tiện buông chuyện. Càng yên lặng, càng khiến người khác phải nể. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 09, 77, 50 và 42. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tử vi 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho thấy có sao Thái Dương chiếu mệnh, đem lại sức mạnh cho người tuổi Tân Hợi đương đầu thử thách trong thời điểm này. Nhưng sắc dục sẽ là điều làm phiền bạn do ảnh hưởng của thiên diêu. Ngày đầu của thời điểm này có tam hộ chiếu cố, nên công việc của bản mệnh diễn ra tốt đẹp. Việc kinh doanh buôn bán không có cản trở, khách hàng nườm nượp. Nhưng càng về cuối thời điểm này, vì sức khỏe của Tân Hợi càng giảm nên đừng có tham công tiếc việc, kẻo ngã xuống không ai đỡ. Tuổi Tân Hợi có lộc làm ăn cực tốt trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch này, hay gặp mối làm ăn ngon, thi cử suôn sẻ, hiểu biết rộng và có tài lộc giàu sang. Nhưng nữ mệnh thì phải hạn chế tin người, chiêu trò lừa đảo bây giờ cực kỳ tinh vi, không cẩn thận là mất tiền lúc nào không biết. Chuyện tình duyên đôi lứa dễ bị người thứ ba xen vào, người nào làm chủ được bản thân thì sẽ duy trì được hạnh phúc. Con giáp này quá tử tế khi bao dung với cả những người từng ghét mình, có lẽ là vì bạn không muốn bản thân mình cũng sân si và hẹp hòi như người ta. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 21, 64, 39, 15. Bí quyết cải mệnh của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Vì có lúc chúng ta đổ tại số, có lúc lại tỏ ra lo sợ. Vì nghiệp báo nói số mạng là do trời định. Thế gian này thuộc quyền lực của trời, nên con người chấp nhận, thừa nhận và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mệnh phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân dương chi phối toàn bộ. Cuộc đời nối nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình. Buồn khổ hay hạnh phúc do mình nắm giữ, mình làm chủ. Cuộc sống này không ai bắt được chúng ta vui buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh. Sáng suốt, gan dạ, chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta và sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười vì đây là hành vi dụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui, hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực được trong tay chúng ta thật thỏa thích, thay cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ. Cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ, tự do của nhân loại hiện nay ta là chủ. Ta có quyền chọn lựa người thay ta lo diệt nước, diệt dân. Có thể thấy, ngoài một điểm tương đồng, còn lại là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức, rồi mới tin và làm theo kiểu thiệt.